Vừa qua tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Y Thanh Hà Niêng Đam, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức do dịch COVID-19, nhưng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát, kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến các cấp ủy, đơn vị trực thuộc, kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020. Với nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu ước đạt 23.507 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 11.590 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt 204 triệu đô la Mỹ, bằng 97% kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã biểu dương những kết quả đạt được của tổng công ty và các đơn vị thành viên. Năm 2021, dự báo tình hình khu vực, thế giới vẫn có nhiều biến động khó lường, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại. Do đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo tổng công ty và các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chung tay nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu được giao. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty cho rằng, dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới, tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá, cũng như tái cơ cấu nội bộ, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của công ty mẹ, triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành. Đặc biệt, tổng công ty sẽ tiến hành đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động cho toàn tổng công ty, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường pháp chế và quản trị rủi ro. Năm 2021, một trong những mục tiêu được tổng công ty chú trọng là thực hiện tốt an sinh xã hội cũng như việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao tặng cờ thi đua cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.